giảm mỡ, cô ba trà giảm mỡ, thải mỡ, diệt mỡ ở mọi lúc mọi nơi trên cơ thể, tích tụ lâu ngày, lâu năm, hay là những người hay thích ăn dầu mỡ. Thải mỡ giúp làm đẹp dáng, săn chắc cơ thể. Những người mà có vóc dáng đẹp rồi, nặng đẹp rồi ấy, muốn giữ được cái vóc dáng của mình mà không sợ bị thụt cân, hoặc là không sợ kiểu như là béo phì ra ảnh hưởng đến vóc dáng, thì cũng nên sử dụng em Cova trà này nha. Ngoài ra còn rất là tốt cho sức khỏe, giảm đi các bệnh mỡ máu nè, hoặc là mỡ trong máu nhiều ấy. Với thành phần túi lọc của Cova trà thì sẽ có chứa nụ hoa hồng, bông hoa cúc, táo đỏ, kỳ tử, lá cỏ ngọt, hoa nhài, lá trà xanh, lá sen, củ dền Ấn Độ, phan tải diệp và vitamin E. Cova trà với thành phần hoàn toàn từ thiên nhiên, dành cho mọi đối tượng. Khi mà sử dụng mình sẽ cảm giác được sự thay đổi cực kỳ tích cực, cải thiện đi tâm trạng là giấc ngủ nè, giảm đi stress, hệ tiêu hóa, ngăn ngừa mỡ thừa khi mà ăn uống, giúp tiêu diệt thải mỡ và giữ đẹp vóc dáng. Ngoài ra sẽ giúp cho giảm mỡ trong máu nè, tim mạch, gan nhiễm mỡ. Sử dụng của em này rất là đơn giản, chúng ta sẽ mua cắm về, mình bỏ trà vào đó, mình pha mình uống ray tay nha, hiệu quả lắm luôn á. Mà không những thế, cái trà Cova này á, tặng kèm theo đó là cái quần sinh nhiệt là gọn eo á mọi người. Cái này là cái kem tan mỡ nha, combo bộ ba của nhà Đông Anh như thế này, giá cực kỳ bình dân, liên hệ ngay nha.